Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã quay trở lại chủ đề 10 vạn câu hỏi vì sao. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu vì sao con chim cánh cụt nó không thể bay. Dù không có khả năng bay qua đại dương, nhưng các kỹ năng lặn để tìm kiếm thức ăn ở những nơi có mực nước biển sâu không phải loài chim nào cũng làm được. Con chim cánh cụt không biết bay có thể là do chúng hy sinh chức năng của đôi cánh trong không trung để đổi lại khả năng tối đa hóa cái hoạt động của cánh ở dưới nước. Trong quá trình tiến hóa thì cái đôi cánh của con chim cánh cụt đã biến đổi để thích nghi với việc bơi và lặn trong đại dương, nơi chúng tìm kiếm thức ăn nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng. Cùng lúc đó, năng lượng cần cho hoạt động bay của con chim cánh cụt ngày càng lớn hơn. Đến một thời điểm nào đó, chúng không thể chịu được cái việc tiêu hao quá nhiều năng lượng cho hoạt động bay, nên chúng từ bỏ khả năng di chuyển trên không trung và dần dần không thể bay được nữa. Cô cũng mách cho các con biết rằng con chim cánh cụt nó thuộc nhóm chim không biết bay. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định rằng trong những trường hợp bắt buộc, chúng vẫn có thể cất cánh. Trước khi nhảy xuống nước, còn chim cánh cụt dùng cánh tạo ra trong nước một lượng lớn bọt không khí để thắng sức cản của nước và giúp chúng tăng tốc bằng phản lực. Thế thì hôm nay chúng ta đã biết được vì sao con chim cánh cụt lại không thể bay rồi. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Các con hãy nhớ ấn nút đăng ký và nhấn chuông để nhận được những bài học từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau nhé.